thì Mẫn cảm thấy như nào về cái sau cái trận đấu thử ngày hôm nay? Mình cảm thấy là toàn đội đang rất là gắn kết với nhau và rất là hiểu ý nhau, càng ngày càng nhiều hiểu ý nhau nhiều hơn. Được huấn luyện viên Jason nhận xét là một trong những cái vận động viên nổi bật nhất trong ngày hôm nay thì Mẫn cảm thấy thế nào? Cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều đó và mình sẽ cố gắng hơn để mà không phụ lòng cái mong mỏi của các huấn luyện viên. Vậy thì trong tương lai cho đến lúc mà mùa giải bắt đầu thì Mẫn cảm thấy là mình phải tập nhiều hơn về cái mặt nào? Trước mắt thì mình sẽ phần cải thiện cái phần tâm lý thi đấu của mình. Khi mà mình gặp các cầu thủ cao lớn ở cái giải đấu mang tầm cỡ quốc tế như vậy thì mình cần phải có một cái tâm lý thật tốt, chuẩn bị thật là kỹ lưỡng